Hello, xin chào mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh My Bitcoin. Thì như mình đã nói hôm qua, thì hôm nay mình sẽ làm video hướng dẫn các bạn là xóa cái min contract trên mạng lưới Solana nha các bạn. Có nghĩa là chúng ta là xóa cái con token đó đó. Thì những cái quý nào á, mà đã add cái con token scam vào rồi ấy, thì bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn các bạn là xóa cái con token đó ra khỏi quý của chúng ta. Và chúng ta sẽ nhận lại được cái phí trả mà cái phí trả để add token đó là 0,002 SOL mà trước đây chúng ta đã add token mà chúng ta đã trả phí nha các bạn. Thì cái vụ này, cái việc xóa min contract này thì dành cho những cái dự án scam thôi nhé. Các bạn lưu ý nhé, những cái dự án nào scam mà chúng ta đã add token vào quý rồi ấy, mà nó scam ấy, có nghĩa là lừa đảo á, thì chúng ta xóa thôi nhé. Thì sau khi xóa thì các bạn sẽ nhận được lại là 0,002 SOL mà trước đây chúng ta đã dùng cái phí đó chúng ta add cái con token đó. Ok, thì mình sẽ lấy ví dụ là cái dự án trước đây chúng ta đã làm, đó là cái dự án là nhận token Cine ở mạng lưới SOL. Thì cái xóa contract này nó chỉ dành cho mạng trên mạng lưới SOL đâu nha các bạn. Thôi nha các bạn. Thì các bạn đừng có IP mình hỏi là cách xóa những cái contract trên các mạng lưới khác thì mình bó tay ấy. Thì cách xóa này nó chỉ dành cho cái mạng lưới SOL thôi, mạng lưới Solana ấy. Thì trước đây thì mình có cái đường link cũ rồi này, cái bài viết cũ là nhận cái hôm bữa thì mình có thông báo anh em là add cái con add contract của con token Cine vào với SOL của các bạn này. Thì trước đây thì cái link bài cũ thì nhận token Cine này. Đấy. Cái dự án của nó có là tên là Solana Ice Network gì đấy, nhận token Cine ấy. Thì hiện tại thì cái dự án này đã scam rồi. Thì nếu nó đã scam thì các bạn vào link nhóm của nó nhé. Thì mình đã để cái nhóm của nó ở trên đây rồi. Các bạn chỉ cần ấn vào cái đường link này thôi. Thì hiện tại thì cái nhóm của nó đã đổi tên thành là Solana Unrob Anigator này nhé. Thì bây giờ các bạn thoát cái nhóm mà ra đi để tránh đầy Telegram. Thì sau khi các bạn nhấn vào thì các bạn vào nhóm của nó thôi. Thì để thoát thì các bạn nhấn vào cái avatar của nó này. Đấy. Sau đó các bạn chọn vào cái phần dấu ba chấm này này nhé. Các bạn chọn vào dấu ba chấm. Sau đó các bạn chọn vào phần Leave Group, có nghĩa là thoát group ấy nhá. Chúng ta out ra đi. Đấy, cho đỡ đây. Sau đó các bạn nút Leave Group. Out ra đi. Ok. Như vậy là mình đã cái thoát cái nhóm scam ra rồi nhá. Ok, thì cái việc tiếp theo thì để xóa cái min để xóa cái contract của con token scam trên mạng lưới Solana thì chúng ta cần phải dùng một cái sàn giao dịch, đó là sàn Bonfida nhá. Sàn này là một sàn rất là uy tín. Nó dành nó hỗ trợ, đây là một cái sàn DEX thôi, nó hỗ trợ cho cái mạng swap token trên mạng lưới Solana các bạn, mạng lưới SOL ấy. Ok, thì cái việc đầu tiên thì các bạn nhấn vào phần DEX Solana này, lên sàn xóa min contract này này. Chúng ta đi vào cái sàn cái sàn của nó. Ok. Thì sau khi các bạn vào cái sàn thì nó sẽ có một cái thông báo này hiện lên nha các bạn. Nó sẽ có một cái thông báo. Thì cái thông báo đó thì các bạn nhớ kéo xuống sau khi nó hiện ra cái thông báo ấy thì nó yêu cầu chúng ta là đồng ý với điều khoản của cái sàn ấy, thì các bạn kéo xuống nhé. Ở đây mình sẽ lót lại cho các bạn xem. Sau đây nó hết hiện thông báo rồi các bạn. Ôi trời ơi. Trời ơi. Dex.bonfida.com. Đợi mình tí. Đấy. Ok. Đấy, thì sau khi các bạn vào link sàn dex.bonfida.com này thì nó sẽ hiện ra cái thông báo như thế này này. Sau đó các bạn kéo xuống đây nhé. Các bạn tích vào cái ô này. Đồng ý với điều khoản của Trang này. Sau đó các bạn ấn nút ok. Đấy là xong thôi. Và tiếp theo đó, cái việc của các bạn cần làm để xóa được cái contract ấy, cái việc của các bạn cần làm đó là các bạn phóng nhỏ lại cái màn hình của các bạn nhé. Có nghĩa là trên trang web của họ, các bạn nhấn vào, các bạn mà đang dùng iOS á, thì các bạn nhấn vào chữ EE ở trên này này. Sau đó các bạn nhấn thu phóng nhỏ trang lại nhé. Các bạn nhấn vào chữ E nhỏ này, các bạn thu phóng nhỏ trang lại. Đấy. Các bạn thu phóng nhỏ mát luôn cho mình nhé. Hoặc là khoảng là 75% thôi cũng được nhé. Còn bạn nào mà đang dùng Google Chrome ấy, bạn nào mà đang dùng Google Chrome thì các bạn vào phần dấu ba gạch ở phía góc dưới bên phải của các bạn ấy. Sau đó các bạn kéo xuống đây thì ở dưới phần này nó sẽ có cái phần là thu phóng văn bản nhé. Ở đây mình sẽ lấy một cái ví dụ đây nè. Các bạn chọn vào chỗ cái phần là thu phóng văn bản này. Đấy.
Sau đó các bạn ấn vào nút dấu trừ nhé. Bạn nút trừ, các bạn thu phóng. Các bạn là thu nhỏ hình ảnh của trên màn hình của các bạn lại nhé. Sau đó các bạn nút xong thôi nhé. Thì trên Chrome là làm như vậy. Còn trên iOS thì các bạn nhấn vào chữ E thôi nhé. Ok, tiếp theo đó thì tiếp theo đó thì chúng ta cần phải là connect với cái ví Solana của chúng ta. Thì để connect thì các bạn vào phần connect wallet ở phía góc trên bên tay phải của các bạn nhé. Các bạn vào connect wallet. Ok, sau đó thì các bạn chọn vào phần Solana, cái ví Solana của chúng ta nhé. Cái ví mà chúng ta thường dùng để làm airdrop ấy. Ok, sau đó thì các bạn đăng nhập vào cái ví của các bạn thôi. Chúng ta connect cái ví của chúng ta thôi. Đơn giản mà. Sau đó các bạn mở ví của bạn ra. Thì sau đó nó sẽ hiện ra cái giao diện như thế này nhá. Nó sẽ hiện ra cái giao diện như thế này. Sau đó các bạn ấn vào một connect. Chúng ta connect cái ví của chúng ta với cái sàn Dex Bonfidea này. Các bạn ấn một connect. Ok, thì sau khi các bạn ấn vào một connect xong thì các bạn quay trở lại với cái sàn nhá. Thì các bạn nhớ sau khi các bạn connect xong, các bạn đừng tắt cái tab này nha. Cái tab này các bạn vẫn giữ nguyên giúp mình nhé. Sau đó các bạn mở cái tab lên, các bạn quay trở lại cái sàn thì nó sẽ tự động connect thôi. Đây. Thì sau khi nó connect xong thì nó sẽ hiện ra cái địa chỉ ví của các bạn thôi nhá. Nó sẽ hiện ra cái địa chỉ ví của các bạn. Ok, tiếp theo đó thì để xóa main contract thì các bạn nhấn vào cái địa chỉ ví của các bạn. Các bạn nhấn vào cái địa chỉ ví của các bạn này. Ủa sao nhấn nó vô vào địa chỉ ví đây, nó đơ luôn rồi các bạn. Lắc quá trời lắc luôn. Ok, thì các bạn nhấn một tí, nếu mà các bạn nhấn vào cái địa chỉ ví mà nó không hiện ra cái mấy cái dòng này này thì các bạn lót lại trang, sau đó các bạn connect lại cái ví địa với lại cái ví của bạn vào lại một lần nữa nhé. Ok, sau đó các bạn nhấn vào cái địa chỉ ví của bạn thì nó sẽ hiện ra cái giao diện như thế này. Bước tiếp theo đó thì các bạn ấn vào phần mục balance giúp mình nhé. Các bạn ấn vào cái ví của bạn này, balance. Ok, thì sau khi các bạn ấn vào nút balance xong thì nó sẽ hiện ra cái giao diện như thế này. Thì ở đây nó sẽ không hiện ra token như thế nào đâu. Nó chưa hiện ra cái token đâu. Bước tiếp theo đó các bạn cần làm gì? Đó là các bạn nhấn vào cái phần là sau zero balance này. Các bạn tích vào cái ô màu trắng trắng này giúp anh. Không hiện con các bạn. Nó lắc các bạn. Dùng điện thoại lắc quá. Điện thoại nó cứ giật cái này. Đợi mình tí nha, mình sẽ lót lại và mình connect lại một lần nữa nha các bạn. Mình sẽ connect lại một lần nữa. Ok, cái account nó connect. Nếu mà nó không hiện ra các bạn. Nếu mà nó không hiện ra thì bây giờ các bạn làm này. Các bạn lót lại trang cho mình. Các bạn lót lại trang cho mình. Sau đó chúng ta connect bằng cái kia nhé. Các bạn ấn vào một connect lại này. Sau đó các bạn đăng nhập lại cái địa chỉ ví của bạn này. Trên máy tính thì mình làm dễ các bạn. Trên điện thoại thì nó hơi khó quá. Ok, thì sau khi nó hiện ra cái mục connect như thế này này, các bạn bật cái này lên giúp mình nhé. Automatic Upload Transition này này. Các bạn nhấn vào đây, các bạn bật lên giúp mình. Đó, các bạn bật cái dòng này lên nhé. Thì sau khi các bạn bật xong ấy, thì các bạn ấn một mục connect giúp mình nhé. Nếu mà hiện ra cái thông báo là thì các bạn nhấn vào cái chữ là I understand nhé. Sau đó các bạn ấn một mục connect. Ok, thì sau khi các bạn connect xong ấy thì các bạn quay trở lại với cái sàn. Ok, như vậy là mình đã connect thành công. Sau đó các bạn nhấn vào cái địa chỉ ví của các bạn thì nó sẽ hiện ra cái giao diện như thế này.
Sau đó các bạn ấn vào mục balance giúp mình. Trên điện thoại nó làm hơi lằng nhằng một tí các bạn ạ. Rồi mình tới mình đăng nhập vào cái thì các bạn có thể là đăng nhập vào trước cái Wison của các bạn nhé, để chúng ta xem cái contract của con token đó cũng được. Ta quay trở lại cái sàn này. Đây nó hiện rồi nè các bạn. Ok, thì nó đã hiện rồi này. Các bạn nhớ thu phóng nhỏ lại nha, thu phóng nhỏ hết cỡ luôn cũng được. Đấy, nó sẽ hiện đó, nó sẽ hiện là cái dòng như thế này. Nếu mà các bạn phóng to ấy. Nếu mà các bạn phóng to thì cái dấu số nó sẽ không hiện ra cho các bạn đâu nhé. Các bạn nhớ phóng nhỏ lại hết cỡ cho mình. Đấy, thì nó sẽ hiện ra cái phần là Gillette thôi. Ok, thì sau khi nó hiện ra cái dòng như thế này. Nếu mà nó không hiện như mình á, các bạn ấn vào phần chỗ ask ALL token này này nhá, cái chỗ phần xoay 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 hồi nãy mình nhấn vào này. Cái phần xoay xoay này, cái phần xác bên ALL token này này nhá, các bạn nhấn vào phần này thì nó sẽ tự động lock những cái con token đang có trên Wison của các bạn thôi nhá. Thì những con token đang có trên Wison của các bạn thì nó sẽ hiện ra cái dòng này thôi. Nhá, nó sẽ hiện ra như thế này. Thì hiện tại thì trên ví của mình là đang có 0.173 này. Thì mình sẽ kiểm tra trên ví mình là 0.0173 này. Đúng rồi nè, nhá. Thì bây giờ mình nếu mà cái bây giờ mình sẽ xóa cái contract để biết được cái con token đó là con token nào. Thì nhiều con token nó sẽ không hiện cái tên, nhưng mà nó sẽ chỉ hiện cái contract của con token đó thôi nhá. Thì cái hồi nãy là mình nói là cái con Cine. Thì cái con Cine, contract của con token Cine này thì các bạn nhớ lại là cái đầu cái contract là gì và cuối cái contract là gì nhá. Thì đầu contract của nó là BRS và cuối của nó là IEU. Thì các bạn quay trở lại với cái sàn chỗ xóa min này, thì các bạn tìm cho mình là cái contract của nó này. BRSA này, IAU này, đây nhá. Các bạn lưu ý nhá. Đây contract của nó này, mình sẽ phóng to ra cho các bạn xem nhé. Mình sẽ phóng to ra cho các bạn xem này. Đây, các bạn thấy không? Ở đó, đầu đó là BRSA và cuối là IAU nhá. Bốn số đấy. OEO này, BRSA này nhé. Các bạn chứ cái contract của con token nào các bạn chỉ nhớ là đầu này, bốn chữ đầu và bốn chữ cuối thôi nhé. Sau đó các bạn quay trở lại cái sàn này và các bạn tìm thôi nhé. Đây này, đây là contract của con token Cine Scam này này. Ok, thì sau khi các bạn đã tìm được cái contract của con token đó thì các bạn nhấn vào đây, các bạn đây vào đây thì nó sẽ có cái mục xóa bên đây nhé. Các bạn nó sẽ có mục xóa bên đây, các bạn nhấn vào nút xóa với mình. Các bạn nhấn vào cái thùng rác này, các bạn nhấn vào. Các bạn đợi một tí, nó lắc quá các bạn. Dùng trên điện thoại nó lắc, chịu không nổi luôn. Trên máy tính thì làm nhanh thôi. Mạng, giờ này gặp mạng nhện nữa. Cứ xây vòng thôi các bạn. Ok, thì nếu mà nó lắc như vậy thì các bạn đã xóa thành công rồi các bạn. Nếu mà đã lắc á, thì các bạn cứ nhớ vào đây này, các bạn nhấn vào xóa lại một lần nữa nha. Thì nó sẽ mất thôi, ở đây mình đã mất rồi nè. Để mình tìm lại contract của con token đó là ok, đã mất rồi nè nha. Thì bây giờ mình sẽ kiểm tra lại cái ví của mình. Đó là sẽ nhận lại được cái 0.002 đó không. Ok, hồi nãy của mình là 0.173. Nhưng mà bây giờ mình đã nhận lại được cái phí đó là 0.002, đó là lên, nó đã tăng lên là 0.175 rồi nha các bạn. Thấy không? Thì nói chung là mỗi lần chúng ta add contract thì sẽ tốn phí son đó là 0.002 nha. Thì sau khi các bạn xóa những cái contract scam thì nó sẽ trả lại cái phí đó là phí son mà chúng ta đã add, đó là 0.002. Đấy, nó sẽ trả cho chúng ta luôn nha.
thì sau khi các bạn xóa xong thì nó sẽ trả cho ông ta luôn. Thì ví dụ như là những cái con nào mà nó chưa sau khi mà nó trả mà nó không trả cho chúng ta thì các bạn cũng có thể xóa nhé. Các bạn chỉ cần nhìn contract của nó thôi. Thì những cái dự án nào mà scam á, các bạn chỉ cần nhìn contract thôi, các bạn đăng nhập vào cái Wilson của bạn này nhá. Thì để biết được cái contract của nó thì các bạn chỉ cần nhấn vào cái contract. Ở đây mình sẽ lấy ví dụ cái con bi vậy đi, thì các bạn chỉ cần nhấn vào con bi vậy thôi thì nó sẽ hiện ra cái contract của con token này nhá. Nếu mà nó không hiện thì các bạn thu phóng nhỏ ảnh lại giúp mình nhé. Hoặc là các bạn chuyển sang là yêu cầu trình duyệt cho máy tính ấy, thì nó sẽ hiện ra contract thôi nhé. Thì ở phần token unread này này. Ở phần token unread này này, có nghĩa là cái contract của con token đó nhé. Còn ở dưới đây thì không phải nhé. Ở phần metadata thì không phải nhé. Còn ở phần token unread này này, có nghĩa là cái dòng này là cái dòng là cái địa chỉ contract của con token đó nhé. Các bạn chỉ cần nhìn là 45W này, IHH này. Thì các bạn quay trở lại sang đây, các bạn tìm con đó thôi, con bia này đấy, thì nó hiện ra chữ bia thì mình biết bia thôi. Còn những cái con nào mà nó không hiện ra tên, nó hiện ra contract như thế này này, thì các bạn chỉ cần nhìn là bốn số đầu contract và bốn số đuôi contract thôi nhé. Sau đó các bạn vào đây các bạn tìm, sau đó các bạn nhấn vào nút xóa thôi nhé. Các bạn vào nút xóa thì chúng ta xóa đi thôi, đơn giản này. Bạn nào mà làm trên máy tính nó sẽ nhanh hơn, trên điện thoại nó lắc lắm các bạn. Ở đây thì mình sẽ cái con này là con gì đây, con này cũng hình như làm lâu rồi mà nó không trả cho ông ta này. Đợi mình tí mình lót lại cái trang xem. Ok, thì bây giờ mình sẽ lấy ví dụ một lần nữa này, mình sẽ xóa cái con EAI này. Con EAI này là con gì đây ta? Thì con EAI này mình sẽ xóa con EAI hoặc là con B này cũng được này, con B này. Con B này. Thì ở con bi này thì các bạn sẽ quay trở lại đây thì nó sẽ hiện ra cái tên bi thôi. Đấy. Tên bi đây. Thì tên bi thì cái tên mã token của nó là bi thì chúng ta xóa thôi. Thì con này hình như con bi lúc trước chúng ta làm mà nó không trả này, chúng ta có thể xóa nhé. Các bạn vào nút xóa này thì các bạn xóa thôi. Đây này. Phí son của mình là đang là 0,0175 nhé. Ở đây mình sẽ nhấn vào nút xóa này. Bạn đợi chút coi nó quay này. Các bạn nhấn vào nhiều lần là được rồi nhá. Chưa xóa à, nó lắc lắm các bạn đấy. Mình xóa xong rồi đấy, ok mất rồi. Thì sau khi các bạn xóa xong thì ở đây mình sẽ nhận lại được cái phí son của mình là 0,002, hồi nãy mình là 0,177175, bây giờ nó lên 177 rồi nè. Thì sau khi các bạn xóa xong thì các bạn sẽ nhận được lại được cái phí mà lúc trước chúng ta đã ấy thôi. Lúc trước chúng ta đã con trả phí mà chúng ta add token thôi nhé. Ok, thì trước đây hôm bữa bạn nào mà add cái contract của con token senior này thì bây giờ các bạn vào các bạn xóa cái contract của nó đi nhé. Để nhận lại là cái phí son của bạn mà hôm trước các bạn đã add vào cái quý của các bạn nhé. Thì ok, thì như vậy là cái video mình hướng dẫn các bạn là xóa min contract trên những cái dự án scam trên mạng lưới Solana, mạng Sol đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã xem, hẹn các bạn ở video tiếp theo.